have bằng be nhân do. Bài học tiếp theo. Đây, chúng ta phải rèn luyện nha. Những cái mình đưa ra đây, rèn luyện theo phương pháp 4D ghi vô. Đây là phương pháp nè. Đây là phương pháp để tạo ra sự thay đổi nhanh chóng, 4D. Hôm nay là bài học quan trọng đó nha. Đủ về lượng mới thay đổi về chất. Bài học thứ hai là phải đúng phương pháp. Đúng phương pháp. Thứ ba là phải được chỉnh sửa từ chuyên gia hoặc là từ những người đồng hành, đó là chỉnh sửa 360 độ. Chứ còn mình mà tự rèn luyện, mình tự chỉnh sửa giống như là một người mù mà dắt một người mù đi vậy, nó không đi tới đâu được hết. Phải có người có chuyên môn chỉnh sửa cho mình thì mới thay đổi được. Đủ về lượng có nghĩa là gì? Người ta nói là gì? Đủ về lượng mới thay đổi về chất, đúng không? Mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ sự thay đổi về lượng. Đầu tiên là đủ về lượng ha. Thứ hai là đúng phương pháp. Người ta nói là gì? Một người mà dở mà đúng phương pháp cũng sẽ trở thành người tài, người giỏi. Còn một người tài, người giỏi mà làm sai phương pháp rồi cũng trở thành người dở. Cho nên là đúng phương pháp. Practice make perfect. Thực hành mới tạo nên hoàn hảo. Nhưng perfect practice make perfect là thực hành đúng cách mới tạo nên sự hoàn hảo. Thực hành sai cách, chúng ta sẽ trở thành một người sai hoàn hảo. Đúng không ạ? Thực hành có, cái thứ tư là thực hành có chủ đích. Thực hành có chủ đích tức là gì? Không phải là tôi cứ đứng lên là tôi trình bày, tôi thực hành trước gương là xong. Thực hành như vậy mau chán lắm, rất là mau chán, rất là dễ nản. Chúng ta cần phải xác định lập mỗi một bài trình bày chúng ta hoàn thiện điểm nào. Bài trình bày này tôi tập trung vào ánh mắt, là chỉ tập trung vào ánh mắt thôi. Bài trình bày thứ hai tôi tập trung vào ngôn ngữ của cánh tay phải. Bài trình bày thứ ba tập trung vào cánh tay trái. Bài trình bày thứ tư tập trung vào hai tay. Bài trình bày thứ năm tập trung vào emotion on face. Bài trình bày thứ sáu tập trung vào là ngôn ngữ cơ thể cho nó đa dạng. Bài trình bày thứ bảy tập trung vào ngôn ngữ thể sao nó có chủ đích. Bài trình bày thứ chín làm sao để ngôn ngữ cơ thể mình nó đẹp, có tính thẩm mỹ. Bài số 10 luyện giọng, đầu tiên là tập nói cho nó tròn vành rõ chữ. Ví dụ như vậy, có nghĩa là nó phải có chủ đích trong từng bài rèn luyện. Và anh chị em hình dung mà trong cái khóa huấn luyện chuyên sâu của mình 20 buổi ấy, là mỗi một bài clip phải hoàn thiện được một từ, một cái điều gì đó, ít nhất là một đến hai điều gì đó. Hoàn thiện khi nào xong thì mới qua tiếp theo, phản hồi như thế. Ok, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nếu anh chị em thấy rằng cái mô hình 4D này nó hay. Hãy cho một tràng pháo tay. Ai thấy hay nhắn tin vô chat. Cảm ơn Quốc, cảm ơn em, cảm ơn bạn đã chia sẻ cho mình. Đó chính là mô hình 4D mà mình rút ra từ chính trải nghiệm của mình. Từ chính trải nghiệm của mình. Chứ có cuốn sách nào nói về 4D đâu. Đủ về lượng, đúng phương pháp, được chỉnh sửa và có chủ đích, nó mới tạo ra sự thay đổi. Còn không, chúng ta sẽ mất 3 năm, 5 năm, 10 năm và thậm chí là chúng ta mất ngay một tuần đầu tiên vì chán nản và bỏ cuộc giữa chừng rồi. Ok. Cho nên có phương pháp rồi mà không hành động, không rèn luyện là không được. Anh chị em nào thấy rằng những điều mà Quốc chia sẻ ngày hôm nay nó có giá trị và nó giúp cho anh chị em có cái hướng rèn luyện trong thời gian tới, hãy nhắn tin vào chat. Có. Anh chị em nào thấy rằng cái bài chia sẻ ngày hôm nay của Quốc có giá trị cho anh chị em và có mở ra cho anh chị em cái hướng đi trong việc tự rèn luyện, nhắn tin vào ô chat. Có. Anh chị em nào thấy cái buổi ngày hôm nay mình gợi mở cho anh chị em những cái điều nó khả năng gỡ nút một vài cái nút thắt của anh chị em trong việc rèn luyện về ngôn ngữ cơ thể, về ngữ điệu giọng nói, về hướng trong việc thực hành, về làm thế nào để cho cái ta cho mình trình bày từ trái tim của mình. Quốc biết rằng á, với những điều mà Quốc chia sẻ cho anh chị em, nó cũng đủ cho anh chị em để anh chị em rèn luyện trong những ngày tiếp theo. Chỉ cần anh chị em cam kết thôi, Quốc tin rằng anh chị em sẽ tạo ra những sự thay đổi. Có thể là nó sẽ không nhanh như những người khác,
Nó có thể là nó cần nhiều thời gian hơn người khác. Nó có thể là cần thêm nhiều động lực. Nó có thể cần cái sự kiên trì của anh chị em. Nhưng nó phải cần như thế anh chị. Nhiều người sẽ mất 10 năm, nhiều người sẽ mất 5 năm, nhiều người sẽ mất 3 năm, nhiều người sẽ mất 2 năm, nhiều người sẽ mất 1 năm, nhiều người sẽ mất 6 tháng. Nhưng có nhiều người chỉ mất 1 buổi, 2 buổi và 3 buổi. Thế quốc hỏi anh chị em à, anh chị em muốn đạt được cái kết quả như trong video clip anh chị em trình bày đấy, anh chị em dành tối đa bao nhiêu thời gian cho cái việc rèn luyện để đạt được cái đó? Anh chị em dành tối đa bao nhiêu thời gian để đạt được kết quả đó? Anh chị em dành tối đa bao nhiêu thời gian để đạt được kết quả đó? Có nhiều nhà lãnh đạo khi mà họ chuẩn bị lên thuyết trình, ví dụ ngày mai họ sẽ mở bán bất động sản đi, họ sẽ nhờ mình coaching cho họ. Nhiều người mình coaching sau 30 phút đã thay đổi rồi. Mình coaching một một cho họ 30 phút là thay đổi rồi. Nhưng nếu như không có hướng dẫn, các anh chị mất 30 năm. Cho nên người ta mới nói là hãy đứng lên vai của người khổng lồ để đi nhanh và đi xa hơn và tiết kiệm thời gian công sức hơn. Ai mà duy trì được 7 ngày liên tục là quá tốt nha. Rèn luyện duy trì mỗi ngày thì chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ và có được sự tự tin. Mỗi anh chị em chỉ cần cam kết mỗi ngày dành ra 10 phút luyện thuyết trình trước gương thôi là ngon rồi. Nhưng mà không phải ai cũng cam kết được đâu. Đặc biệt chúng ta có cái tính ì cao lắm. Cái tính ì đó nó còn hơn cái xe lu chạy. Đúng không ạ? Cái tính ì của chúng ta còn hơn xe lu chạy. Nếu như ai mà cũng gọi là máu lửa, ai cũng cam kết và kỷ luật thì chắc ai cũng thành công rồi. Anh chị em đồng ý không ạ? Đây, have bằng be nhân do. Ai cũng muốn. Tôi muốn trở thành người thuyết trình giỏi trong thời gian 3 ngày. Tôi muốn trở thành người thuyết trình giỏi trong thời gian 3 tuần. Tôi muốn trở thành người thuyết trình giỏi trong thời gian 3 tháng. Tôi muốn trở thành một người thuyết trình giỏi trong 3 năm. Câu hỏi đặt ra nè, đâu là cái tính cách, đâu là cái phẩm chất, đâu là cái thái độ mà chúng ta cần có để chúng ta có được điều này? Be chính là phẩm chất, là thái độ. Thì chúng ta phải cần kỷ luật, chúng ta cần kiên trì, chúng ta cần phải tập trung, chúng ta cần phải có trách nhiệm với lời hứa và cam kết của mình, chúng ta cần phải quyết tâm, chúng ta cần phải vượt qua những giây phút trì hoãn, chúng ta cần phải vượt qua những giây phút yếu lòng, chúng ta phải bền tâm vững chí. Đó là be, là phẩm chất chúng ta cần có. Do là chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần phải thực hành mỗi ngày, chúng ta phải thực hành trước gương, chúng ta phải siêng năng thuyết trình, chúng ta phải quay video clip, chúng ta phải siêng năng giơ tay để thuyết trình, chúng ta phải xung phong trong cuộc họp. Là do, chúng ta làm phải làm một cách thông minh, chúng ta phải làm phải đúng phương pháp, chúng ta phải được chỉnh sửa mỗi ngày, chúng ta cần phải có người kèm cặp, chúng ta cần phải có người động viên thúc đẩy chúng ta, đúng không ạ? Là đủ. Cho nên là gì? Nhiều anh chị em sẽ bị vướng một điều là have. Tôi muốn thì rất nhiều, nhưng tôi làm thì rất ít. Muốn thì nhiều mà làm thì ít, cho nên kết quả nó chỉ được một thôi, đúng không ạ? Muốn nhiều mà làm ít thì kết quả được một. Muốn nhiều mà kiên trì nhiều cộng với làm nhiều thì kết quả được 3, được 4. Nhưng mà muốn nhiều mà làm không đúng phương pháp, nó chỉ dừng lại mức này thôi, không được lên, không lên được. Làm hoài chỉ làm được việc đấy thôi. Cho nên là gì? Phải làm đúng phương pháp, làm phải đúng phương pháp, làm phải đủ về lượng mới thay đổi về chất được. Mọi sự thay đổi về chất chỉ khi nào nó thay đổi về lượng trước thôi. Đủ về lượng mới thay đổi về chất. Đủ về lượng mới thay đổi về chất. Đó là câu châm ngôn của tất cả anh chị em trong lớp học, tất cả những khóa học của mình đều phải nhớ. Và đó cũng chính là cái câu nó rút ra được từ cái kinh nghiệm của mình. Ngày xưa mình yêu triết học. Anh chị em nào muốn cái biết cách, cái cách nào mà nó nhanh hơn không? Chỉ trong vòng khoảng thời gian là 3 buổi, 4 buổi, 5 buổi thôi, 2 buổi thôi cũng được. Anh chị em nào muốn biết cách nào mà nó ít thời gian hơn không? Anh chị em nào muốn biết cách, mình chỉ cho cách. Chỉ cho những anh chị em nào muốn biết thôi. Có cách nào rút từ 10 năm xuống còn
còn 3 năm không? Từ 3 năm xuống còn 3 tháng không? Từ 3 tháng xuống còn 3 tuần không? Còn từ 3 tuần xuống còn 1 tuần không? Từ 1 tuần xuống còn 3 buổi không? Phải có cách. Phải có cách mới được. Không thầy đố mày làm nên là như thế. Ông bà mình hay nói câu đó. Câu nó vui đùa nhưng mà nó đúng. Tự mình mày mò ra thì mất 21 năm Trung Quốc. Tự mình mày mò ra thì mất 3 năm để vượt qua nỗi sợ. Tự mình mày mò ra thì mất 10 năm để trở nên tự tin và kiếm được tiền từ việc là MC. Và mất thêm 6 năm để mà rèn giũa trong môi trường đào tạo để trở nên bản lĩnh và chuyên nghiệp. Anh chị em có sẵn sàng bỏ ra 21 năm không? Hết tuổi thơ rồi, hết rồi. Nhiều anh chị em đây 5-60 tuổi rồi. Thêm 21 năm thì già rồi, còn lan tỏa tri thức cho ai được nữa. Vậy thì nếu như mà thời gian mà chúng ta muốn rút ngắn thì ngày đầu tiên mình nói anh chị em là gì rồi? Anh chị em phải sử dụng đòn bẩy của ai đó, tri thức, kinh nghiệm của ai đó. Sử dụng kinh nghiệm của ai đó. Và để đổi cái kinh nghiệm đó, anh chị em phải đầu tư tiền. Và nhiều anh chị em nói là gì? Nhiều anh chị em nói là gì? Em không có tiền, em không đủ tiền. Nếu mà không có tiền, không đủ tiền thì đành chấp nhận. Nhưng mình nói với anh chị em là gì? Tiền nó chỉ là một vật. Nó được sử dụng để trao đổi lấy một cái điều gì đó có giá trị cho cuộc sống của mình, để giúp cho cuộc sống mình trở nên tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, yêu đời hơn, đam mê hơn, thành công hơn, chủ động hơn. Nếu mà tiền không được sử dụng cho những cái việc mà giúp cho cuộc sống mình trở nên tốt hơn ấy, thì tiền nó không có giá trị. Tiền nó chỉ có giá trị khi giúp cho bản thân mình tốt hơn. Và thậm chí anh chị em để ý này, nhiều anh chị em sẽ nói là gì? Mọi thứ chắc sẽ không có gì đâu, dịch rồi nó sẽ qua. Ngày hôm nay tôi nhận được lương, chắc tháng sau tôi cũng nhận được lương. Mọi thứ đều sẽ thay đổi các anh chị em. Một là anh chị em, một là chúng ta chọn để tạo ra sự thay đổi, hai là chúng ta đứng để nhìn sự thay đổi diễn ra, và ba là khi sự thay đổi đã diễn ra rồi, chúng ta bắt buộc phải thay đổi hoặc là tự nhấn chìm mình xuống dưới. Đó là ba cách chúng ta phản ứng. Mình nói như thế để anh chị em biết rằng chúng ta hãy thay đổi bản thân mình trước khi những điều khác nó tác động và làm thay đổi bản thân mình, làm cho mình trở nên bị động. Và nhiều anh chị em nói là gì? Cú nói với anh chị em, chỉ cần anh chị em tiết kiệm mỗi ngày một ly cà phê thôi, hoặc mỗi ngày một lon bia thôi, là sau vài tuần là anh chị em đã trở nên tự tin quyết chừng rồi. Chỉ cần anh chị em tiết kiệm mỗi ngày một bịch mắm chén nướng thôi là anh chị em có thể phát triển năng lượng thuyết trình của mình rồi. Chỉ cần mỗi ngày anh chị em bớt hút thuốc lại, một gói thuốc mấy chục ngàn bớt lại là anh chị em có thể gia tăng năng lượng thuyết trình rồi. Chỉ cần anh chị em bớt đi ăn tiêu phải phung phí là anh chị em có thể phát triển năng lực của mình rồi.